Phú Yên, bị chồng đe dọa đòi giết, vợ và con phải xin sang nhà người thân ở nhờ. Nguyễn Văn Cường liên tục dọa giết các thành viên trong gia đình khiến vợ, con và mẹ đẻ của y phải xin sang nhà người thân ở nhờ. Ngày 17 tháng 8, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1990, trú tại khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, để điều tra về tội đe dọa giết người. Theo đó, trong thời gian sinh sống cùng gia đình gồm cha là ông Nguyễn Văn Cẩm, sinh năm 1967, mẹ là bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, vợ là Nguyễn Thị Diệu Thảo, sinh năm 2001 và hai con là Nguyễn Phúc Khang, sinh năm 2020, Nguyễn Mẫn Nhi, sinh năm 2022. Nguyễn Văn Cường đã nhiều lần đe dọa giết các thành viên trong gia đình. Khoảng 3 giờ ngày 4 tháng 7, cháu Nguyễn Mẫn Nhi đang nằm ngủ trong nôi tại nhà thì Cường cầm con dao đi đến và đe dọa giết con. Sau khi được ông Cẩm can ngăn, Cường vẫn tiếp tục đe dọa. Thấy vậy, bà Thủy sợ hãi nên đã ôm các cháu sang nhà hàng xóm để trốn. Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 16 tháng 7, sau khi đi nhậu về, Cường đã cầm dao đe dọa giết bà Thủy, cho rằng bà đã báo công an, khiến Cường bị xử phạt vi phạm hành chính. Cường tiếp tục cầm dao vào phòng ngủ của vợ là chị Thảo đòi giết vợ và hai con. Vì lo sợ Cường tiếp tục đánh nên Thảo và bà Thủy đã bế hai cháu bỏ chạy ra khỏi nhà. Cường tiếp tục đuổi theo đòi giết khiến bà Thủy và Thảo hoảng sợ phải đưa hai cháu đến xin ở nhà người thân.